chào mừng quý vị cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Đôi khi có những cái chuyện mà nếu mà mình lỡ mất một lần nó sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nó cũng sẽ là một câu chuyện khá là buồn quý vị ơi. Tại sao Neo 10 nói vậy bởi vì là Neo 10 cũng buồn luôn. Neo 10 buồn trước rồi Neo 10 mới kể sao không? Cái nào mà vui là Neo 10 nói trước là vui thấy không? Thí dụ như có mấy video nêu mời nói quý vị là quý vị ơi, hôm nay câu chuyện này nêu mời kể là đây là một câu chuyện cười ra nước miếng là nó cười ra nước miếng thiệt. Nhưng mà ngày hôm nay đây là một câu chuyện buồn ra nước mắt là nó ra nước mắt nè nha. Thành thử ra là nghe chuyện nêu mời là hao khăn giấy quý vị. Ơi. Thì cái câu chuyện này nó như thế nào, sau đây xin mời quý vị mình quay trở về quá khứ cách đây 40 năm về trước để mà mình biết được câu chuyện của hai người này thì cái câu chuyện này á gồm có hai nhân vật chính và nếu ngồi xin được giới thiệu tên trước để quý vị mình dễ hình dung trong câu chuyện đầu tiên là nam chính trong câu chuyện thì cái ông chú này ổng tên là sung quý vị và hồi cái thở thiếu thời vui lắm ai ơi thì những cái đứa bạn của cái ông sung này đặt cho ổng một cái tên đó là sung tử ca nghe nó tên nó rất là kiếm hiệp quý vị rất là cổ trang kiếm hiệp quý vị nha nhưng có điều quý vị đừng lái lại là nghe nó kỳ lắm nhưng mà nếu mà mình nói vậy thôi thì nghe nó rất là tiền tên kiếm hiệp đó là xuân tử ca còn cái nhân vật mà nữ chính trong câu chuyện này thì cái cô này cổ tên là xuân và lúc đó đó thì cũng là thở thiếu thời bạn bè của cô xuân đặt cho cổ cái biệt hiệu là xuân xanh sao bởi vì là cổ cổ ốm yếu gầy mòn lắm quý vị cổ ốm yếu lắm nhà nghèo quý vị ơi cho nên gọi là xuân xanh sao thì cái câu chuyện bắt đầu xin mời quý vị mình cùng theo dõi cái mối tình đầu của hai người là cô xuân xanh sao và chú xuân tử ca ha thì cái câu chuyện như thế này quý vị 40 năm về trước thì cái cơ duyên mà để hai người này đến với nhau thì nó lặng dày cái gì cũng vậy mình nói có căng có cội trước quý vị thì 40 năm về trước đó là do là cái ông xuân tử ca này nè là trong cái xóm đó luôn chung xóm với lại cô xuân xanh sao luôn thì hai người chơi chúng nhau thì gậm đám gậm đám thế mà chiều tới lỡ đầu là ta nói uh, túm tậm lễ nhau không là chơi thảy đá bắn bi chơi cu ly uh, chơi nhảy nhảy bật không thì uh, cái lúc đó vậy hai người là nó cách nhau có một tuổi thôi cô xuân xanh sao này á thì cổ là hơn hơn cái uh, chú sung tử ca này là một tuổi nhưng mà bây giờ do là tên kiếm hiệp của chú sung là sung tử ca thì nghe là ca 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 tưởng là âm như thật ca này nhỏ hơn cô xuân này một tuổi vậy nha thì bây giờ là coi như ở dưới quê mà thì uh, trên lệnh tuổi thì cũng kêu mày tao bình thường á cờ đỡ cờ rắn nít ở sớm mà thì chiều tới là ra bắt đầu là hú hết hú hét không chiều là tao nói là chơi nhâm mười nhưng mà không chơi ban ngày chỉ chơi ban đêm đặng chi chơi ban đêm nó mới kịch tính ví dụ lỡ có gì thì bị ma giấu nó mới vui đúng không đặng cho gia đình đồ hàng xóm nó bổ dây đi kiếm mới vui quý vị còn mà chơi nhâm mười chơi ban ngày đâu có vui nữa đâu không thì bắt đầu là tới trời trời, trời, trời chiều chiều á là nhá em, là coi như là từ hai giờ mấy trưa đúng không là thường á là con nít ở, ở dưới quê á là ba má bắt á là trưa là phải có ngủ trưa nha làm gì làm là phải ngủ trưa thì à, coi như á, mấy ngủ trưa xong một giấc là tầm hai giờ mấy đúng không là bắt đầu thức dậy là gặm đám liền bắt đầu là hai giờ mấy trưa đó là con nít ở trong xóm nó bổ dây ra bắt đầu nó chơi thì à, bên con gái thì con gái khoái chơi banh đũa chơi à, thảy đá đúng không à, chơi những cái trò nhảy dây đó những cái trò rất là nhẹ nhàng con gái thôi nhưng mà bên phe con trai á thì lại thích chơi những cái kiểu mà dạng như là bắn cu ly không tạt lon đó tặc hình đó, dạng dạng như cái kiểu mà dạng thô bạo hơn không nhưng mà bây giờ có một cái trò này là con trai con gái chơi chung đều được là trò nhảy dây thì uh, cái lúc mà trưa trưa vậy á thì gặm đám là chơi mấy cái trò đó Vậy thì mới chơi nhảy dây đi thì cái cô xuân sinh sao này nè là bên phe nữ đúng không bà là chia nhau hai phe một bên phe nữ một phe nam mà thách đấu nhau thì cô xuân sinh sao là bên phe nữ còn cái ông Xuân tử ca này ông bên phe nam thì ở bên giống như là mỗi một lần là bắt cặp nhau là chơi cái chiêu mà nhảy cao không là tôi dăng dây lên rồi nhảy cao nhảy cao coi thử coi đấu đấu nhau không thì cái cô bên phe bên đây là tới cái tua là cô xuân xanh sao này bắt cặp với cái ông xuân tử ca này thì bây giờ ở bên cái phe nam mới nói nè ông xuân tử ca này là ổng là đại ca ở trong nhóm của tụi tao cho nên là cho ổng nhảy đi là bảo đảm là ăn đứt cái con xuân xanh sao nhưng mà bên phe nữ thì nói khác là nói không à, à xuân xanh sao nó ốm ốm vậy đó bởi nên á là gió luồn cái nó cũng bay qua được sợi dây còn các thằng xung tử ca bạn của mày á là nó là xung tử ca cho nên là nó bị sa tử cung thành thử ra là nó nhảy thế nào cũng sệ không sệ dây thung nó bị sa tử cung mà nó nhảy nó phải sệ dây thung bởi nên là bảo đảm là thế nào là cũng gớt đài thôi con ơi Thấy không thì bên đội nữ thì nói vậy nhưng mà bên đội nam thì nói là nhỏ xương xanh sao này nó yếu lắm nhìn nó xanh lè tới lét không thì bây giờ là hai bên thách đấu nhau cái gì thì trong cái lúc mà thách đấu thích đấu nhau vậy á thì tự nhiên cái tới cái khúc mà cô xương xanh sao cũng nhảy đi thì cổ mới nhảy mà cổ nhảy qua sợi dây thun thì tới cái ông xuân tử ca ông xuân tử ca thì bây giờ là mình nam mà nam năm như chi chí mình phải hơn cổ con, con con nhỏ ông xuân này chứ thì ổng mới nhảy mà ổng nhảy dữ dội quá quý vị do là ổng dồn hết năng lực của ổng ổng nhảy để mà ổng hơn cô xuân thì ổng làm một cái tạc một cái ta nói gách cái đai quần thì lúc này quý vị cô xuân xanh sao cũng mới cười trời ơi cười lăn cười lộn luôn tại thấy ông xuân tử ca này ổng bị tét đấy quận không thì cái bà xuân xanh sao này bà mới bắt đầu là lăn lộn ôm bụng cười cười mà cười ra nước mắt luôn cười ra nước miếng nước mũi luôn thì lúc này quý vị bà không kiềm chế được giống như cái cơn cười mà cười dữ dội con nít mà đúng không? nó đâu kiềm chế được nó cười dữ dội quá thì lúc này bà mới đứng trong hoài quý vị thì khi mà ông xuân tử ca với là bà ông thấy là bà xuân này bà cười mà đứng đứng trong hoài thì ổng cũng ngớ người ra và cả đám bắt đầu hồ hét lên trời đất ơi con xuân xanh sao nó đứng trong hoài tụi bay ơi không là coi như từ đó trở về sau thì cái cô xuân xanh sao này á cổ có cái slogan của cổ cổ mà đi đôi vô mà ví dụ người ta nói người xuân là người khác người ta không nhận diện được thương hiệu là bây giờ phải nói là ăn xuân mà đứng trong hoài là người ta biết liền đúng không thì sao cái màn mà thách đấu giữa xuân tử ca và xuân xanh sao thì cái lúc đó là thở thiếu thời vui lắm ai ơi mà vui thôi đừng vui quá vui quá là hết vui ôm thành ra lại giờ tới lớn luôn hai người bị cái danh nó luôn một người thì tét đáy quần còn một người thì đứng trong hoài không thì tới bắt đầu là lớn lớn chút cái gì thì ở sớm nó mới bắt đầu là gắn ghép cho hai người này thành một cặp với nhau thì gắn ghép ở đây có nghĩa là trong cái nhóm mấy đương nít chơi trong sớm rồi cùng lớn nhau cùng lớn lên bên nhau á thì mới gắn ghép là thôi xuân tử ca với lại xuân sinh sao hai đứa đến với nhau đi là thấy nó hợp tình hợp lý không hai đứa là một mảnh ghép tròn trẻ đứa thì tét đáy quần thì phải nó đến đến với một đứa là đứng trong ngoài nó hợp lý thì à, bây giờ quý vị cái đó là thuộc dạng mấy đương nó đã, đã sớm nó cặp đôi thôi nhưng mà đâu dám về nhà nói cho ba má mà nghe đâu ba má nghe là coi như cạo cái đầu khô luôn quý vị đâu có dám cho không có dám cho mà ba má biết cái chuyện mà ghép đôi ghép đôi hay không thì bắt đầu vậy, coi như là thấm thoát thời gian, thấm thoát thôi đưa. Khi mà càng lớn lên á, thì cái chú sung tử ca này nè quý vị. Gia đình á, thì nói nào ngay gia đình của chú sung tử ca này thì giàu hơn so với gia đình của cô Xuân xanh sao. Nhà cô Xuân xanh sao nghèo lắm, bởi cho nên là mới gọi là Xuân xanh sao. là vậy quý vị, ốm o, gầy mòn. Thì tới chừng mà lớn lớn chút, tầm 16-17 tuổi là cô Xuân á phải bắt đầu là có mà đi bán bánh canh rồi bánh canh nhưng mà không phải bánh canh bột sắt quý vị ơi bánh canh là bánh canh tầm nha mà bánh canh tầm á là muốn ăn ngon là phải có huyết có móng heo và có thêm cái nữa cái này là tiệc chiêu luôn tờ độc chiêu cầu bại luôn Đó là cái gì đó là dồi quý vị bánh canh dồi cái này là nêu mời khoái lắm ghiền lắm mà nha bánh canh dồi chấm nước mắm mà mà cái nước mắm đó mình bỏ một chút xíu ớt mà ớt xay á bắt đầu trời nó ngon lắm quý vị ơi xong rồi bắt đầu mình nặng miếng chanh miếng tắc gì vô đó là mình chấm với lại móng heo mà ăn ta nói bá cháy bồ chét đó. Thì à, coi như là cái cô cái cô uh, xuân thanh sao này nè, là 16 tuổi là em đã gánh bánh canh tầm em đi bán ở ngoài đầu đường hẻm phải không? Đầu đường hẻm nhà nhà của hai người này là ở trong hẻm có gì. Thì cái hẻm này á là nó chặt ra ngoài là cái lỗ lớn. Cái hẻm này nó thông ra ngoài nó lỗ lớn. Thì uh, khi mà buổi chiều chiều á là cô xuân thanh sao này là sáu 16 17 tuổi là phải uh, đi ra ngoài cái sề bánh canh bán ngay chỗ đầu hẻm luôn là cái đầu hẻm nó cũng là hướng ra ngoài mặt đường cái luôn đó là bán ngoài đó mà cô xuân sinh sau này lúc đó mới 16, 17 tuổi mà ngồi bán bánh canh nhiều anh khoái lắm tới ăn bánh canh dồi nhưng mà nhìn thì dồi dĩnh em không thì mỗi lần mà cô xuân á mà bán cái bánh canh ở ngoài đầu đường này á thì hầu như là không ngày nào mà cái ông xuân tử ca này ổng không ghé ăn quý vị ngày nào ổng cũng đạp xe đạp ngang qua ngay chỗ bánh canh sề bánh canh nào ổng tấp vô ổng làm tô trưa ông ăn tô nói chung là lúc mà xế xế ba mấy cô dọn ra dọn hàng ra bán tới tối luôn á là ông ăn lúc chiều xế xế là ông ăn một tô tối ông về là ông ghé ngay ông ăn tô nữa làm gì làm một ngày là ông ăn hai tô bánh canh dồi thấy không mà bây giờ á cái ông sung tử ca này á lần nào ông tới ông ăn ông cũng đòi là em ơi cho anh cái giò cháo quẩy ờ à, cái đó nó ngon lắm quý vị ăn bánh canh á mà có cái giò cháo quẩy vô có bắt đầu mình chấm vô cái nước đó có mình chấm vô cái nước mắm mà nãy nêu mười mới pha chế đó là trời đó nó, nó, nó nó ngon người ta nói tiệc cu mèo quý vị ơi thì coi như là cái ông xuân tử ca này ổng càng ngày càng lớn á, là ổng cứ đu theo cô xuân xanh sao này ổng kiểu ổng cua đó quý vị nhưng mà ổng cua mà kiểu như cua tế nhị nha tức là cứ tới ăn tới ăn vậy hoài đó thì hồi xưa đó hai người chỉ là bạn thân thở thiếu thời sau đó thì tụi bạn nó gắn ghép nhưng mà cả hai thì lúc đó cũng trong sáng cũng không có biết cái chuyện yêu đương nó là như thế nào chưa ném trải ra mật ngọt tình yêu không thì tới chừng lớn lớn lên thì cái đó thuộc dạng theo như cái cảm cảm xúc thôi rồi uh, nó cảm thì mình xúc thôi kiểu dạng vậy rồi mình làm theo cái 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 con tim nó mách bảo thôi chứ thật sự mà nó cũng chưa biết có yêu nó lại gì luôn á thì sau đó là cái uh, cái vụ mà cứ ra ngoài bánh canh ăn hoài vậy thấm thoát tên ta nói là tới khi mà cả hai năm đó là cô uh, cô xuân á là năm đó là cổ 19 còn mà cái ông xuân tử ca này ông năm đó 18 quý vị thì uh, cái ngày hôm đó hai người là coi như đủ tuổi rồi thì để chúc mừng em đã đủ 18 thì hôm đó đó ông xuân tử ca ông tới ông ăn bánh canh ông mới nói nè em em anh có mua hai cái vé đi cô đập hát hồi xưa ở dưới quê thì nó có đập hát thôi quý vị thì ổng mới nói em bây giờ có đập hát đó là này kia này kia em có thể là xin gia đình sắp xếp ngày hôm đó mà em ra bán hay là chị em ra bán rồi em đi coi với tôi được không Đúng không em đi coi với tôi được không phải không à, có gì tôi để tôi kêu con nhỏ là con nhỏ bạn hồi xưa chơi trong sớm luôn kêu, kêu nhỏ nó ra nó giả bổ nói là nó đi với em đi để cho gia đình em cho đi rồi có gì nhờ nó giùm nhờ nhờ cậy nó giùm rồi có gì em đi coi với tôi tôi mua vé rồi thì coi như là mua vé đi coi đọc hát vậy đó gì thì cô xuân thật ra mà nói cô xuân xanh sao này cổ cũng thích thích chú cô chú Sung xuân tử ca nhưng mà chẳng qua đó là tại vì do là ngây thơ vô số tội không biết là có này có phải là yêu hôn chưa dám xác định mục tiêu chứ mà trong lòng thì dĩ nhiên cũng có chút sao xíu quý vị thì khi mà nghe cái ông sung tư ca này ông nói là anh đã mua hai cái vé rồi có gì á để anh nhờ cậy con nhỏ vậy 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 á nó, nó giúp giùm rồi có gì em đi coi với anh nha à, ra ngoài rạp hát á ở ngoài đó có nước mía nữa mà nước mía đậu phộng muối có luôn con nêu mười nó bán thì nếu mà bây giờ em mà đi với anh á thì ra đó thì anh kêu nêu mười làm hai ly rồi uống xong á rồi cho nó ngọt và nó mặn mồi rồi á thì mình vô mình gặp hát mình mình nghe hát phải không thì đó nêu mồi nói cho quý vị nha nhưng mà thật sự là hồi xưa là à, ngay ngay trước ngay chỗ rạp hát á là lúc nào nó cũng có bán nước mía à, nha cái này là có nha quý vị nha cái này là nêu mồi nói thiệt à chứ không có không có dựng chuyện à là có bán nước mía mà nếu quý vị hỏi sao nêu mồi nó gành vậy hồi xưa ba nêu mồi bán nước mía ngay gặp hát đó nó nói nói vậy cho quý vị hình dung thì coi như là sau đó vậy là coi như là hai người này mới hú hí với nhau là đi đi vô gặp hát uống nước mía đậu phộng muối là coi như là vô đó đó là mặn mồi ngồi ngọt ngào rồi là vô đó là nghe nhạc là bùi tay nữa là bắt đầu là tình tình yêu sao xiến xiến sao thì cái ngày hôm đó vậy hẹn nhau vậy xong thì cô xuân này cổ đồng ý luôn thật sự mà nói đây là lần đầu tiên được đi chơi với trai là chịu liền thì cái ngày hôm đó vậy coi như là sắp xếp dàn xếp ổn thỏa rồi là hẹn hẹn anh ở đầu đường em thì cuối ngõ không hai người gặp nhau thì uh, coi như là cái ông sung uh, tứ ca này ổng mới lấy xe đạp cái gì ổng mới chở cái cô xuân xanh sao này uh, đi tới ngay chỗ cái đập hát thì uh, khi mà trước khi ổng đi ấy, thì nói nào ngay ổng cũng có xin gia đình và cô xuân này thì cũng xin gia đình của nó cũng đi với nhỏ bạn nhưng mà ông sung tứ ca này ổng cũng nói ổng đi với thằng bạn nhưng có điều á uh, là gia, gia đình ổng thì nói nè mày đi gì đi cho mày hai tiếng đồng hồ đi coi uh, nghe 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 hát thôi hai tiếng sau phải có mặt ở nhà trời đất ơi quý vị thấy chưa bởi hồi xưa là gia phong phép tắc lắm chứ không phải như bây giờ mà tuần 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 mà muốn đi giờ nào cũng vậy đi overnight chích chích cũng được không có đâu hồi xưa là mà mà thấy mà mình nói vô mình 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 xin ba má đi ba, ba mẹ cho con đi cho con đi chỗ đó chỗ đó thì ông bà ông sẽ hỏi mình vậy nè bây giờ mày đi đó đi đâu đi vô đó làm gì đó là hỏi hỏi có căn có cội nhà đi với ai rồi uh, chừng nào uh, đi đi từ mấy giờ tới mấy giờ nếu mà mày nói tới mấy giờ là mày đúng đúng cái giờ đó tao nhìn cái kia đồng hồ đúng cái giờ đó phải có mặt ở nhà không có không có mặt ở nhà là cứ cứ trễ một phút là ăn một cây trễ một phút là ăn một cây hồi xưa là khó vậy đâu vậy chứ không phải như dễ như vậy, vậy bây, bây giờ đâu hồi xưa nêu mồi cũng vậy đó hồi xưa ba má nêu mồi cũng dạy khó khăn khó khó lắm chứ không dễ vậy đâu thì uh, coi như là lúc đó cái gì thì coi như là cái ông uh, sung tử ca này Ông có nói uh, thì thì con hứa là con đi vậy vậy giờ đó con về thì trời đất ơi quý vị ơi này đi với gái nó khó lắm đi với bạn mình có thể o ép được cái vấn đề thời gian nhưng mà đi với gái nó vô nó sai mồi rồi bây giờ kêu bỏ giữa chừng không có được thì bây giờ đang vô vậy quý vị mà bây giờ nó ác nổi là do ghé vô cái xề nước mía uống mà nước mía mà ngày hôm đó là rạp hát nó đông quá đi cho nên là nước mía nó cũng bán đắt quá trời đắt đi thì bây giờ ngồi chờ ép nước mía chờ ép nước mía mà ngày xưa đâu phải ép nước mía bằng máy đâu ép nước mía bằng tay quý vị ơi cầm quay tay thấy mồ luôn không thì thành ra là ta nói uh, uh, mấy người mà bán nước mía sủi cánh tay luôn á xưa ba nữa mời bán nước mía mà trời ơi rồi quy động lực lượng ngày nào mà rạp hát mà nó hát là quy động lực lượng anh em đồ này kia là là kéo nhau ra để mà phụ sai nước mía chứ mà ai đâu mà một người mà đèo nhỏ sai nổi không thì coi như á, là bắt đầu á là hai người này mới kẹt nước mía đi tại vì ai biểu uh, bà đặt uống nước mía đậu vào muối thôi vô nghe nhạc rồi không không đâu xếp hàng uống nước mía bởi vì lâu thì sau đó là vô trong đập hát nghe chưa được bao lâu cái gì thì cái ông xuân tử ca này ông mới kêu cô xuân thanh sao là thôi em, ơi thấy mồ rồi bây giờ phải tranh thủ về em ơi chứ bây giờ không không được không ổn bây giờ vậy là trường hao nữa anh đạp xe đạp mà vậy trừ hao nữa bây giờ từ đây về nhà nữa nhiều khi trễ nữa thì coi như là cô xuân này lúc này thấy ổng vậy cô xuân cũng đâu ép được đâu quý vị thì cô xuân mới ngồi vậy theo ổng luôn mới vừa vô nghe chưa nóng cái đít nữa mà bây giờ hồi nãy đi thì ổng chở mình thì bây giờ về mình cũng phải lệ thuộc vô mình cũng phải chờ nhờ ổng trở về thấy không thì tới chừng đi ra vậy thì tự nhiên ông tôi ông lấy xe đạp ông đi luôn một lèo ông không đón ông không chịu đèo cổ về thì cái cô xuân xanh sao cũng ngỡ người không biết chuyện gì ai ngờ đâu qua ngày hôm sau gặp ổng hỏi ổng là ủa sao hôm qua anh anh có bị mắc chứng phong gió vô tự nhiên nói đã đời xong rồi kêu người ta bỏ gian bỏ dở không không kè nghe tiếp tự kêu tay về Tới chừng ta đi ra để đứng chờ có buổi luôn ông xách xe đạp bỏ đi thấy không thì cái ông sung tử cao mới nói thôi em thông cảm đi trời đất ơi lúc đó tôi ra mà tôi quản hồn tôi thấy trời đông quá rồi xong rồi tôi sợ kẹt rồi này kia rồi ui quay trở vô đón em nữa nó mất thời gian cho nên thành thử thôi tôi băng băng một đường tôi chạy thẳng về nhà luôn cho nó kịp giờ chứ chứ bây giờ mà tôi mà mất uy tín với ba má tôi một lần ngoài cái chuyện bị ăn cây ăn gôi mây ra đó là lần sau tôi xin đi không được nữa thấy không cho nên là thôi em thông cảm đi thì lúc này ông sung tôi cao mới hỏi vậy rồi vậy rồi tối hôm qua tôi không đưa em về rồi ai đưa em về không là bây giờ ghen bây giờ giọng thứ nó ngộ vậy đó bây giờ hôm qua bỏ người ta giữa giữa, giữa rạp, hát giữa đường giữa chợ vậy đó thì ok nhưng mà bây giờ là tới chừng hỏi cái chuyện là hôm qua ai đưa em về bắt đầu cái mặt là mặt đỏ tía tay lên bắt đầu hơi ghen ghen thì cái cô xuân thành sau có nói thì bây giờ ông bỏ tôi như vậy tôi cũng số đó số đó tôi đâu biết cách làm sao thì tôi mới nhờ ba của ông nêu mười trở về giùm không này nêu mười nói sợ như vậy không có như vậy nha nói vậy ông sung tử ca này ông kiếm ba nêu mười khổ tâm nữa rồi mất công nữa ổng xa tử cung rồi bây giờ là ổng mới có xa tử cung thôi ổng mới có cái chữ là xa thôi xa trễ thôi mà bây giờ mà ổng gặp rồi mất công hai ông mà đấu nhau rồi hồi nó ổng xúc luôn cái nơ nó cũng bắt không biết sao luôn quý vị thì sau khi mà cái cô xuân xanh sao này có nhờ là có giống như trong cái hát không đường nào cũng gặp người quen ở dưới quê nhỏ mà quý vị gặp người quen thì cũng nhờ người ta trở về giùm đó nó là vậy thì sau khi mà cô xuân cũng đã bị bỏ rơi chiến đó là đáng lẽ ra là cổ sẽ có một cái gì đó không có thích ông xuân tử ca đúng không đàn ông đàn ơ mà bỏ con giữa chợ ngủ con gái đi chơi mà bỏ giữa gặp hát đúng không tuy nhiên là bây giờ là cái gọi là cái duyên nợ nó khó nói lắm gì thì tự nhiên bây giờ đáng lẽ ra đàn ông vậy đáng lẽ là phụ nữ người ta không thích đúng không nhưng mà không cô xuân sinh sao cũng thích ông xuân tử cao gì cổ thích ở đây là thích cái sự thật thà cái sự hiền lành cái sự chân thật của ổng tại vì ổng rất là có hiếu ổng sợ ba má ổng la ổng sợ nói chung ổng biết sợ gia đình nó không biết sợ ba sợ mẹ có hiếu ba mẹ mà ổng hiền lành chân thật nữa thì cô thương có ấn tượng cái chỗ đó chứ thật sự mà nói là cái tánh ổng thì cái kiểu mà không ga lăng vậy thì đằng phụ nữ mà ai mà không ngờ, ai mà đâu mà thích cái chuyện đó nhưng mà thấy cái tánh ổng nó bù lại nó dớt dát được những cái khoản khác không cho nên là cô xuân cổ cũng thương quý vị và từ từ thì cổ càng ngày càng nảy sinh tình cảm với lại chú xuân tử ca và bắt đầu hai ba ngày quý vị có khoảng thời gian hai ba ngày sau đó đó thì cái chú xuân tử ca này không ghé cái sợi bánh canh ăn thì cô xuân cổ cũng nghĩ trong đầu mình đã nói với ổng mình đâu có giận ổng đâu mà tự nhiên sao ổng mất tích luôn không ổng mất sống liên lạc ổng không ra ngoài cái sợi bánh canh mình ăn nữa hay là có gì nào ổng quê quá rồi ổng ngại ổng đàn ông sĩ diện rồi ổng không ra không không thì cô xuân á, mỗi ngày á, đi làm mà bán bánh canh xong đi về ở trong hẻm á thì khi mà về á, là nhà của ông xuân Sung uh, xuân tử ca này là ở cái trạng trạng khoảng lưng lửng đầu hẻm quý vị còn nhà của cô xuân xanh sao này á, là nó lưng lửng ở cái khoảng gần cuối hẻm quý vị thì uh, cho nên mỗi lần mà cô xuân cổ đi về á, cổ dọn hàng đi về á, là cổ phải đi ngang qua nhà của cái ông xuân tử ca này mà mỗi lần đi ngang qua thì cổ nhìn vô cái hàng rào mà cái hàng rào kiểm chì quý vị thì nhìn vô thì chỉ nhìn thấy hé 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 thôi nhưng mà mình con gái mình đâu có thể nào đứng 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 ngó sừng sững được không mình đi ngang mình chỉ liếc sơn cái thôi thì thấy sau cửa nhà nó cứ đóng yên yên à mà hai ba ngày liên tục luôn đi ngang là thấy cửa rào đóng yên yên mà bên trong á thì thấy cũng có người thấy ba của ông Xuân tư ca ở trong á nhưng mà không thấy ổng thì cô cô xuân cũng không biết là ông này không sao mà giờ không lẽ lợi nhà hỏi anh anh sung ở nhà ảnh ảnh có bệnh hoạn ngon kỳ quá đúng không phụ nữ đâu ai vậy thì cổ cũng lo lo cái gì rồi thì sao đó cái gì khoảng tầm 3 ngày sau rồi đó, được đúng 3 ngày sau thì bữa hôm đó ông Xuân Tư Ca này ông ra ông ăn. Ông ra ông ăn mà cái mặt của ông buồn dữ lắm. Mà bữa hôm đó ông không có đi xe đạp ra mà ông đi bộ ra. Thì cô Xuân á cũng mới thấy mặt ông buồn dữ lắm mà. Cô Xuân cũng muốn thắc mắc là hỏi ông mấy ngày qua ông đi đâu? thì cổ mới hỏi là à, hôm nay ông ăn như cũ hay sao thì ông nói thôi hôm nay cho làm cho ổng tô bánh canh cá lóc đi chứ ông không ăn bánh canh dồi nữa ông ổng ngán dồi rồi hôm nay ông ăn bánh canh cá lóc à lấy cho ổng một tô bánh canh cá lóc với lại một cặp dầu cháo quẩy thấy không thì lúc này là cô xuân cũng mới hỏi thăm mấy bữa rồi là ông đi đâu mà tôi không thấy ông gà ăn thì cái ông xuân Tử ca này ổng mới nói tôi buồn tôi cũng không muốn đi đâu tôi ở trong nhà không à với lại là cũng có một chút xíu cãi giả với gia đình cho nên là tôi cũng buồn tôi cũng không muốn đi đâu thì cô xuân cũng mới nghe ổng cãi lộn với gia đình thì cô xuân nghĩ trời ông này ổng sợ ba sợ mẹ vậy mà sao ổng cãi với ba mẹ ổng không thì cổ cũng tò mò cũng mới hỏi mà sao mà đến nỗi mà ông cãi với ba mẹ ông thì, mò, hỏi, mà mà ông mẹ thì có cái chuyện gì mà đến nỗi mà phải cãi cha cãi mẹ thì cái ông xuân tử ca này ổng mới nói vậy cũng vậy ổng nói tại vì á ba má của tôi á muốn cả gia đình luôn là đóng tiền để mà đi qua bên mỹ để mà có vé đi qua bên mỹ chứ bây giờ à, gia đình ba má tôi thấy á, là bây giờ sống ở đây á, thì nó không thể nào tương lai phát triển được hơn cho tôi cũng như là phát triển cho gia đình á. thì thôi nếu vậy đi qua bên mỹ bên đó có cực khổ lâm lũ nhưng dù sao á, tương lai sau này con cháu về sau nó vẫn khá hơn rồi chưa kể nữa là người lớn tuổi sau này là cha là mẹ của ông sung tư ca nè nếu mà sau này ba má tôi mà lớn tuổi đó mà nếu mà sống bên mỹ sống bên châu âu á thì vẫn có được cái an sinh nó tốt cho nên là gia đình ba má tôi á cũng nghe này kia nói nên quyết định á là bỏ bỏ rời quê đi thì khi mà nghe như vậy tôi buồn lắm tại vì thật sự mà nói tôi sao xuyến uh, em thì em biết rồi mặc dù tôi chưa có nói tỏ tình em một lời nào nhưng mà thật ra tôi biết là em biết là tôi thích em cho nên bây giờ tự nhiên tôi nghe đi vậy tôi buồn tôi mới nói gia đình á nếu mà giờ ba má muốn uh, tôi đi á thì ba má đi qua bên nhà dạm hỏi em cho tôi đi Giống như đặt cọc đi để tôi yên tâm Nhưng mà ba má tôi nói là thôi Bây giờ mà mày đi rồi mà mày còn dướng díu vô cái chuyện yêu đương rồi gái gú rồi vợ con nó đùm đùm đề đề rồi mất 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 công rồi nó quản cái chuyến đi hoặc là mày đi không được rồi ba má mà đi rồi á ở đây mày có gì ba má lo hay không Thì cho nên là ba má tôi không chịu đi hỏi cưới em Ba má tôi ngăn cản cái tình cảm của tôi với em cho nên là tôi buồn tôi giàu giàu mấy ngày nay ở nhà tôi không muốn đi ra đường mà mỗi lần á tôi nhớ em tôi muốn đi ra xời bánh canh của em tôi ăn tôi gặp em tôi nói chuyện nhưng mà tôi sợ ra đây rồi á tôi chưa chuẩn bị tâm lý trong lòng tôi buồn vậy tôi ra tôi nói mất công hồi em buồn theo thì lúc này quý vị cô xuân mới cà rỡn cô xuân mới nói như vậy tay thấy ông buồn quá cô xuân mới nói với ông vậy ủa mà ông có biết tôi có thương ông không mà sao chưa gì hết ông kêu ba má ông đòi qua để mà đặt cọc tôi rồi ông có biết là tôi có thương ông hay chưa mà ông làm chuyện đó thì cô xuân mới hỏi vậy nhưng thật ra trong lòng là cô xuân cũng thương ổng chứ cô xuân biết là cô thương 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 thích ổng thương ổng cái gì nhưng mà chẳng qua là mình đàn bà con gái thời đó mình đâu có chủ động được thì cô xuân mới hỏi ổng thử vậy coi ổng trả lời sao thì ổng mới nói như vậy ờ à, tôi á thì tôi em á tôi biết chắc chắn là em cảm nhận được tình cảm của tôi tôi thương thầm yêu em từ lâu và dĩ nhiên tôi á thì tôi cũng cảm nhận được mặc dù trực giác của tôi không bằng trực giác phụ nữ như là em Tuy nhiên thì tôi cũng thời gian qua gần gũi với em gặp gỡ nói chuyện thường xuyên ra vô trong xóm thì mình chơi từ nhỏ tới lớn tôi biết là em cũng có cảm tình với tôi. Thì bây giờ em chưa có chồng, em chưa có bồ, chưa có người yêu thì tôi có quyền á, xin gia đình qua giảm hỏi. Còn cái chuyện mà em có chịu đồng ý nhờ nhận lời lấy tôi hay không thì cái chuyện đó tính sao. Nhưng mà trước tiên á, là tôi cũng muốn là có một cái suy nghĩ là quyết định lâu dài với em. Bởi vì là tôi muốn phát triển một cái mối quan hệ nghiêm túc, muốn xây một tổ ấm với em thì khi mà cái ông Xuân tử ca này ổng nói một câu rất là nghiêm túc quý vậy mà nước mắt ổng rưng rưng nữa chuẩn bị nó rơi xuống tô bánh canh rồi thì cô xuân mới nhìn cô xuân mới nói thôi ông ơi ông đừng có khóc à, ăn bánh canh đi nước mắt tôi niêm gia vị nó vừa đủ rồi ông đừng có niêm thêm nước mắt vô trong đó không thì lúc này là coi như là cục hứng bởi vì đàn bà phụ nữ mà nói vậy rồi sao mà tình yêu nó thăng qua cho được bây giờ đang khúc mà lâm ly bi đát mà nói một câu nghe nó gọi là trất quất luôn cái này là nêu mời, chắc nêu mười đâu quý vị chắc là cái này nêu mười hồi trẻ ăn nói chuyện rất là sẵn đàn quý vị ơi nói chung là không có biết lãng ơ lãng mạn gì hết trơn á thì hôm bữa đó không biết là nói nào ngang không biết rồi bữa hôm nêu mười kể câu chuyện gì á mà có cái anh nào không biết ảnh ở đâu ảnh hạ phàm xuống đây và ảnh comment men anh nói nêu mười một câu vậy nè chắc nêu mười đang kể về tiểu sử cuộc đời của nó trời đất mẹ ơi ở đâu có vụ đó nữa thì quay trở về cái câu chuyện của cô xuân sinh sao thì cô xuân sinh sao mới nói vậy thì à, anh nói vậy thì thôi tôi cũng nói thiệt tôi cũng có cảm tình với anh chứ sao không tôi cũng thích chứ nhưng mà bây giờ gia đình anh phản đối vậy gia đình anh không muốn vậy mà tôi cũng không muốn á là anh hy sinh vì tình cảm tụi mình mà đánh mất tương lai của anh cũng như là để cho ba má anh phải phiền lòng phải lo lắng ở phương xa thì thôi nếu vậy anh yên tâm đi tôi hứa tôi ở đây tôi chờ anh tôi chờ cái ngày anh trở về anh cưới tôi thấy không thì cô xuân thanh sao ngày hôm đó ngoài xề bánh canh cũng mới mắc cái lời hứa đi bởi vậy cổ mới lỡ cũng mắc cái lời hứa là anh yên tâm đi em sẽ ở đây em chờ anh đúng không em chờ ngày anh ở bên mỹ anh về anh đón em thì coi như là sau đó vậy là coi như là cái ông sung tứ ca này ông không về nhà ông hành gia đình nữa nhưng mà trước khi mà ông đi theo gia đình để mà xuất ngoại đó thì ông mới hẹn cô cô xuân sảnh sau này á là anh hẹn em ở uh, bụi chuối đầu làng thấy không? Bình thường là hẹn gốc tre nhưng mà gốc tre gắn dữ lắm cho nên thôi hẹn buổi chuối đầu làng đi em thấy không? thì uh, sau đó là hai người gặp hẹn nhau ngoài buổi chuối thì uh, ông xuân tử ca này ông mới nắm tay của cô xuân cái gì? ông mới nói uh, anh hứa là anh sẽ về anh cưới em em yên tâm đi anh sẽ không để lãng phí cái tuổi thanh xuân của em đâu anh là người đàn ông anh thương em biết bao nhiêu anh sẽ không bao giờ để em phải chờ đợi lãng phí thanh xuân và lúc đó cái gì thì khi mà cô xuân nghe vậy xong nước mắt cô xuân nhiễu lợp đợp không nhiễu nhiễu lợp đợp mà không biết có nhiễu nước miếng không mà nhiễu nước mắt thì có thì cái ông xuân, xuân tử ca này ông mới lấy tay ổng chùi ông chùi nhưng mà là chùi nước mắt nha chứ không phải chùi nước miếng nha quý vị thì khi mà chùi chùi vậy đó thì cái ông xuân tử ca này ổng mới thừa cơ hội là hung cô xuân một cái chụp liền quý vị hung cô xuân một cái chụp liền thì trong một cái không gian lãng mạn như là cái bụi chuối ở đầu làng mà bây giờ ổng hung một cái chụp như vậy nhưng mà nói nào ngay thì chỉ có hôn trên má thôi chứ quý vị đừng nghĩ hôn trên môi cái thời ngày xưa tình yêu nó trong sáng không có gì ơi nó không có trong tối thì sau đó vậy là khi mà mình đã bị lấy đi nụ hôn đầu thì thật sự mà nói lấy nụ hôn đầu trong không gian lãng mạn như cái bộ chuối lầu làng thì dĩ nhiên là cô Xuân sinh sau lại tiếp tục nước mắt nước mũi chảy lòng rồng tại vì cảm xúc vỡ hòa trong con tim phải không thì bây giờ tình yêu của cô nó nhân lên gấp mấy lần thăng qua kể từ khi mà nụ hôn đớp chát lên gò má thì ông sung Tử ca này lúc Lúc này nè quý vị, ổng mới móc ở trong túi ra một cái chiếc nhẫn Thì thiệt sự đó là chiếc nhẫn vàng mà nó rất là mỏng quý vị Vàng cưới, mà chiếc nhẫn vàng cưới hồi xưa đó, nhàn vàng, vàng trơn á à, Thì bắt đầu ổng mới móc ra thì cô cô Xuân cũng, cũng ngạc nhiên Trời sao anh ở đâu mà anh có chiếc nhẫn vàng này Thì ổng mới nói tôi muốn để lại cái chiếc nhẫn này Giống như là tôi cầu cầu hôn em, chứ không phải cầu hồn nha, tôi cầu hôn em rồi uh, tôi đeo vô tay giống như tôi đặt cọc em rồi cái chuyện này là giữa tôi với em coi như là em mắc lời hứa với tôi em phải chờ tôi cũng như là tôi hứa với em tôi sẽ quay về tôi cưới em thì cái ông Xuân tứ ca mới xỏ chiếc nhẫn vô cái ngón áp út của cái cô uh, xuân xanh sao này quý vị thì uh, lúc này cổ cô xuân cổ đồng ý luôn và cổ quyết á là cổ sẽ là một người vợ hiền chờ anh thấy không em sẽ chờ anh như là hòn giọng phu thì bây giờ là hòn giọng sung tại vì giờ chờ sung lâu lắm chờ sung rụng không nhưng mà sung không về thì em rụng theo sung không thì sau đó vì sao cái ngày hôm đó lấy đi cái nụ hôn đầu trên gò má tức là cái gò má bây giờ nó đã mất trinh nhưng mà cái môi thì nó vẫn còn zin nha thì bây giờ là coi như ông sung tứ ca này ông đã theo gia đình xuất ngoại qua Mỹ và qua bên đó thì thấm thoát gần 4 năm sau thì ông mới quay trở về quê hương trước đó ổng đi thì ông cũng có gửi về cho cô được một lá thư đầu tiên hồi cái lúc mà mới đặt chân qua bên Mỹ á thì ông Xuân Tử Ca này ông có gửi về cho cô Xuân này một cái lá thư tình yêu Nhưng mà gửi thư một lần duy nhất ổng báo là giống như ổng qua tới an toàn rồi mọi thứ để cô yên tâm Rồi là sau đó bật vô âm tính không gửi thư nữa Và cô ấy, thì cô thiệt sự cô cô không có biết cách làm sao gửi thư qua bên kia cho ổng Cho nên là cô lúc nào cũng là người đọc thư chứ cô không có là người gửi thư quý vị thì thấm thoát là gần 4 năm sau đó thì cái ông Xuân Tử Ca ông mới về bên Việt Nam và ông đi cùng với lại ba má của ông về thăm lại quê hương bao nhiêu năm xa rời quê hương ông quay về thì khi mà cái ngày ông quay trở về quý vị thì cái điều đầu tiên đó là ông ra ngoài cái chỗ mà cái tiệm bánh canh tức là cái cái chỗ gốc mà cô Xuân bán bánh canh hồi xưa tới giờ đó ông ra ngoài đó thì dĩ nhiên ông lại gặp lại cô Xuân cô Xuân bán bánh canh ở đó gần ba năm mà thì ông mới gào đó ông mới gặp lại cô Xuân quý vị thì khi mà gặp cô xuân thì nước mắt ổng chảy lộp đợp luôn cái gì ổng ấy kiểu như là nước mắt lòng rồng không ngờ là xuân vẫn còn ngồi bán bánh canh ở góc cũ và xuân á, thì khi mà gặp lại á, thì xuân vẫn còn độc thân chờ mình như lời đã hứa cho nên á, là ông xuân tử ca ổng rất là ổng rất là cảm kích cái tình cảm mà cô xuân dành cho ổng thì coi như sau cái lần đó vậy thì cô Xuân cũng nghĩ trong đầu Ảnh đã về thì chắc chắn là cái chuyện cưới sinh nó sẽ diễn ra đúng không Nhưng mà cuộc sống này nó không như cuộc đời, cuộc đời nó như cuộc chơi Cái gì mà mình nghĩ thì nó sẽ lại làm cho mình một dấu bất ngờ quý vị Và cô Xuân một lần nữa lại bị đau khổ trong cái tình yêu này Tuổi thanh xuân thì nó lại qua mau Chờ anh Xuân tử ca đã gần 4 năm trời Tới ngày anh về thì lại lận đận tình duyên cái chuyện mà tại sao hai người chưa được cưới thì nó là như vậy quý vị cái lần nó về thì trước khi mà về việt nam á thì ông sung tử ca này ổng có nói với ba má ổng về cái chuyện là ổng có mắc cái lời hứa trước khi ổng đi là ổng sẽ về việt nam à, qua mỹ ổn định rồi á mấy năm sau ổng về ổng sẽ cưới cô xuân rồi làm thủ tục rước cô xuân qua bên mỹ thì à, ba má của ổng á biết cô xuân là rành sáu câu giọng cổ luôn quý vị tuy nhiên á là ba của con có ông sung tử ca thì không có phản đối nhưng mà má của ổng á thì có một chút gọi là do dự tại tại vì bà má bà biết á là gia cảnh của cô xuân này á là gia cảnh hơi phức tạp tại gia đình rất là nghèo mà ba của cô xuân á thì cũng hay giống như là sáng sỉnh chiều say đúng không thành ra là còn giống như là cô cô xuân á là phải đi buôn bán buôn gánh bán bưng rất là sớm thành ra là cho nên là bà này bảo giống như bây giờ con bà đã trở thành việt kiều rồi đó là bây giờ anh xuân tử ca anh đã thành việt kiều rồi bây giờ về Việt Nam cưới nhỏ bán bánh canh là sách qua bên Mỹ rước qua bên Mỹ rồi rước qua bên đây rồi nó không có nở mài nở mặt thấy không tại vì con dâu không có được uh, gia đình thì nghèo bần cùng rồi xong rồi uh, là con dâu thì lại mua gánh bán bưng thì bà này giống như bà do dự bà thấy không có môn đăng hộ đối là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là bà cũng sợ gia đình của cái cô uh, Xuân này nè cô Xuân này cũng nghèo cho nên là cổ qua bên Mỹ rồi là cổ sẽ bòn rút tiền phải không là bòn rút tiền của các ông Xuân tứ ca này đem về Việt Nam nó lo cho gia đình cho nên là bà do dự quý vị thì lúc này bà do dự nhưng mà do con trai dễ đạch 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 không là ông sung tử ca đó ông dễ đạch ông nói là bây giờ nếu mà ba má không không chịu cưới á là con không cưới ai thì bà bà má của ông sung mới thấy vậy là thôi nếu vậy thì nó nó làm quá thì mình cũng về nhưng mà bà nói vậy để cho im ấm bà nói là, thôi nếu vậy thì để bà về đi rồi bà sẽ coi thử là cái nói chuyện với anh xuân coi thử cái ý anh xuân làm sao rồi con xuân có muốn lấy uh, con của bà hay không là cái thứ nhất cái thứ hai là hai đứa có xác định gì cho tương lai không bà sẽ nói chuyện rồi bà dò hỏi bà phải dò xét qua một lần rồi lúc đó bà sẽ tính cái chuyện cưới sinh cho hai đứa thì khi mà ông xuân tử cao ông nghe má ông hứa vậy thì ông mừng trong lòng cái gì cho nên ông mới quyết định là về việt nam chiến đó là trong bụng ông cũng nghĩ là cái xác suất là ông cưới cô cô xuân á, là trong chiến đó luôn thì ai ngờ đâu gì ai ngờ đâu là ổng về xong ổng gặp cô xuân ngoài xề bánh canh ổng nói là em yên tâm đi vài bữa nữa anh về anh về việt nam rồi anh về tới đây rồi gặp lại được em rồi là coi như anh sẽ trân trọng lại cái cái duyên nợ này em chờ anh gần 4 năm trời anh sẽ trân trọng cái tình cảm này và cái duyên phận này của hai đứa mình cho nên là em yên tâm anh về đây hai ba bữa cho ba má anh nghỉ ngơi đi hai ba bữa sau á anh sẽ thúc giục cho ba má anh qua bên nhà để gặp ba má em thưa chuyện thì sau khi mà nghe cái ông xuân này ông nói vậy quý vị thì cô xuân á ngày hôm đó cô xuân về nhà tối ngày hôm đó cô xuân mới thủ thủy với bà má cô xuân nói với bà má trước chứ không dám nói với ông cha nha thì mới nói với bà má trước về cái chuyện là con hồi nào giờ là con có tình cảm với anh xuân tử ca nhưng có điều á là anh xuân anh xuân á lúc đó ảnh với con còn trẻ quá rồi hai đứa con cũng chưa có uh, dám mà xác định cái mối quan hệ này đi đường dài cần thêm thời gian mà cộng thêm lúc đó ảnh đang uh, gia đình ảnh đang uh, đi mỹ nữa cho nên là thôi tụi con quản lại cái chuyện là xin cưới nhưng mà bây giờ tụi con có cái lời hứa với nhau là anh anh qua mỹ á anh ổn định rồi anh về anh cưới con mà ngày hôm nay con gặp lại ảnh á ảnh cũng uh, vẫn còn độc thân và ảnh cũng nói là chuyến này ảnh về ảnh kêu ba má ảnh á hai ba bữa nữa ba má ảnh nghỉ ngơi khỏe rồi đó ba má ảnh sẽ qua bên nhà mình gặp ba má mình để mà nói chuyện gặp ba mẹ nói chuyện thì khi mà cô cô xuân nó cổ nói với đại má cổ vậy gì thì má cổ mới kiểu như buồn buồn chứ cô không có vui má cổ mới nói như vậy à, con suy nghĩ kỹ chưa chứ má nói thiệt má không ham mà gả con xa hồi xưa đó ông bà mình có nói là chồng gần không lấy mà đi lấy chồng xa giờ đây nhớ mẹ thương cha không cho nên là thôi nếu thật sự cho cho mẹ chọn mẹ không có ham là con lấy chồng xa đâu con ở gần mẹ đi bây giờ dù sao á mày cũng có cái gánh bánh canh rồi cũng là cũng có mối mang bạn ra đây ăn hoài cũng có mối mang rồi cộng thêm nữa là ở đây gần cha gần mẹ thí dụ ba mẹ ốm đau gì cũng có con bên cạnh hữu hủ hỉ rồi bên cạnh chăm sóc ba mẹ không có mua cha mẹ không có muốn mày đi thì khi mà má của cô xuân nói vậy quý vị thì cô xuân cũng thấy má mình buồn tự nhiên nghe cái chuyện mình lấy chồng mà chồng khá chồng giàu chồng ở bên mỹ lẽ ra má phải vui đúng không nhưng mà má mà lại rất là buồn rồi xong rồi má lại khuyên là thôi ở đây vậy 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 thì cô xuân tự nhiên trong lòng cô xuân cũng bị trùng cảm xúc xuống cái gì tại vì cũng buồn là tại vì má mình không có ham mình đi xa là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là má nói cũng có phần đúng nếu mà mình đi xa thì má sẽ như thế nào đây tại vì bây giờ có cái ông cha ở nhà mà ổng sáng xỉnh chiều say cũng đâu bao giờ bên cạnh má tâm sự hay là thủ thủy hay là chăm sóc cho má gì đâu cho nên á là cô xuân cổ cũng muốn là ở bên cạnh để mà lo cho má trăm tuổi già thì khi mà nghe má nói vậy xong tiện cô xuân cũng nghĩ lại là bây giờ bên hiếu bên tình thì dĩ nhiên cái hiếu nó phải trọng hơn cái tình thì cô xuân cổ cũng hơi bị trùng cảm xúc cái vị thì cái lúc này má của cô xuân thấy con gái mình có vẻ hình như hơi buồn sau khi mà mình nói cái lời thật lòng mình nói ra vậy đó hình như con mình nó buồn thì má cô xuân mới nói thêm một câu như vậy thì má thì nếu mà có lựa chọn thì má sẽ không chọn con lấy chồng xa nhưng mà dĩ nhiên nếu như mà con yêu một người con thương một người mà người đó tốt với con người đó lo cho con của má đàng hoàng tử tế thì má cũng muốn là con được hạnh phúc chứ má cũng đâu có muốn ôm cư khư con bên cạnh hoài rồi con khổ theo má hay sao thì má của cô mới nói dặm thêm câu đó quý vị tại, tại vì tại vì á thật ra mà nói chắc là lúc đó đó má cô nhìn thấy á là cô cái mặt cô cũng hơi buồn hơi khó xử á hơi 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 do dự á cho nên cũng không muốn làm con mình khó xử cho nên là bà mới nói thêm câu đó thì cô xuân cũng mới nói với má vậy cô xuân cũng mới nói thì con nói với má con nói vậy thôi nếu mà bây giờ má nói vậy rồi thì thôi để con tối nay con nằm con nằm đêm con suy nghĩ lại kỹ coi coi có nên hay không nên rồi có gì con báo bên gia đình của anh xuân ờ uh, có gì sắp xếp sao thì qua tới cái ngày hôm sau quý là lúc đó là cô Xuân cổ đầu óc cổ cũng nói chung bị sao lãng lắm tại vì lúc này cổ cũng do dự không biết là nên nên cưới ông Xuân Tử Cao không hay là nên là nghe lời má ở đây thôi. Thì qua ngày hôm sau cổ mới ra ngoài cái xe bánh canh cổ bán thì cổ vừa đẩy cái xe bánh canh đẩy cái xe bánh canh ra ngoài ngay cái góc đường nó bán quý vị. Thì cổ thấy có một người đàn bà đã ngồi sẵn ngay góc đó chờ cổ rồi. Thì khi mà cổ tới thì không ai khác là mẹ của ông Xuân Tử Cao cái gì thì khi mà giống y chang trong phim luôn hồi xưa quý vị coi thì sao thì nó giống y vậy đó giống mấy trong cái vở kẻ lương y chang vậy thì uh, coi như là cô xuân á cô xuân sinh sao cũng mới nói là cổ đẩy cái xe lại gần thì cổ mới thấy là trời ơi, nắng chối chang mà thấy có ai đang ngồi đó chờ mình thì cổ mới nghĩ trong bụng trời mối mang gì mà đến nỗi mà người ta chờ nếu mà làm mối á thì người ta đã biết cái giờ mình bán bánh canh là thường tầm mấy giờ ra thì bắt đầu á là mình mới bắt cái bếp thang lên rồi nó mới có nó, bánh canh nó mới nóng người ta mới ra ăn thì là cùng lắm nó cũng phải là tầm 3 giờ mấy ba rưỡi bốn giờ người ta mới bắt đầu người ta ra người ta mua bánh canh người ta ăn mà sao cái bà này nếu mà bả là mối bả là khách mối mà tại sao bà không biết cái giờ hay sao mà nắng chăng trang mình mới đẩy hàng ra 2 giờ hai rưỡi đẩy hàng ra mà sao bả đứng đó rồi không thì khi mà đẩy cái xe lại gần sát bên quý vị thì cô xuân cũng mới nhìn thấy cái đó là má của ông sung tử ca và dĩ nhiên trong lòng của cổ cổ cũng biết á, là chắc chắn là có điểm không lành này thì khi y chang đúng không vậy khi lúc đó vậy thì cổ mới nhắc cái ghế mũ cho bà ngồi thì cổ mới hỏi là cô tới đây tìm con có cái gì không thì nói nói vậy thôi thì bà này bảo mới nói thiệt tình bà nói con nếu mà con không có bận gì thì cô nói chuyện con một chút thì coi như là cô xuân thì cổ sẵn đàn mà cho nên cổ nói không con bận rồi nha giờ con còn nhúm thang nữa à nhưng có điều là thôi cô nói cô nói đi chứ con giờ con cũng tò mò con cũng không biết cô nói gì với con thôi cô nói cho xong đi rồi con như con vừa làm con vừa nghe cô nói cũng được phải không thì cái bà này mới nói à, thằng sung tử ca đó hôm qua thằng con cô hôm qua nó có ra đây nói chuyện với con đúng không tối hôm qua nó có nói với cô nó nói là hồi xế nó ra ngoài chỗ bánh canh nó có nói với con rồi con cũng nói là để con về con nói với ba má con rồi con nói với má ba má con sao rồi thì khi mà cô xuân cổ cổ mới nói như vậy cổ nói thì con mới nói với má con thôi chứ con chưa dám nói với ba con hỏi ý má trước coi thử ý má làm sao nhưng mà má con thì cũng có một chút do dự Nhưng mà má cũng có nói là nếu mà con với anh Sung mà hạnh phúc thì má cũng ủng hộ Thì khi mà cái câu mà cô Xuân cũng nói là má của cổ cũng có chút do dự đó Thì cái má của ông Sung Tử Ca lúc này mới lên tiếng mới nói vậy Thì à, bây giờ con thấy rồi đó làm mẹ làm cha bởi vì nên có nhiều cái nỗi lo lắm Bây giờ á, con thấy rồi Sung con cô nó sinh ra trong cái hoàn cảnh gia đình á, là không đến nỗi là thiếu thốn sau đó thì gia đình lại được có cơ duyên là đi qua bên Mỹ nữa thì bây giờ con thằng Sung nó bên Mỹ nó cũng có công ăn việc làm ổn định bên đó và bây giờ nó trở thành là diệt kiều Mỹ rồi thì thật sự dĩ nhiên là trong đầu là cô muốn là nó lấy một người vợ diệt ở bên Mỹ luôn thì nó lại càng tiện nó đỡ phải mất công là tốn tiền làm thủ tục giấy tờ rước qua mà bây giờ nó lại nói là nó đã lỡ yêu con rồi thì nó khăn khăn nó đòi cưới con thì bây giờ thiệt sự là cô cũng không biết sao nhưng mà cô nói thiệt Cô thì cô không có muốn cái mối lương duyên này nó thành đâu Tại vì hai bên gia đình nó không có môn đăng hộ đối Mà ba con thì lại là sáng sỉnh chiều say Cô ở trong xóm này cô biết chứ Cô biết là ba con bất tài lắm Ba con xưa giờ không có làm ra tiền Má con làm không à Mà ba con thì sáng sỉnh chiều say vậy đó Thì thiệt sự là cô không có muốn là vô cái gia đình phức tạp như vậy làm xui giá gia đình phức tạp vậy thì cái câu á cái câu mà má của ông sung tử ca này nói cái câu là không muốn làm xui với gia đình phức tạp như vậy cái câu mà phức tạp như vậy nó nghe nó nặng nề lắm quý vị thì cô xuân này cũng mới tự ái Cũng mới trả lời lại với má của ông sung tử ca như vậy bây giờ con nói cho cô nghe con á thì gia dế con chỉ đáng tuổi á là bằng con cô thôi à, nhưng nhỉnh hơn con cô có một năm mà chứ gì nhưng mà thiệt sự á là con nghe cô nói vậy con cũng không có vui tại vì bây giờ cô có muốn là anh sung cô có đồng ý hay không đồng ý cái chuyện anh sung lấy con là cái chuyện đó là chuyện gia đình của cô từ tự dàn xếp với nhau còn mà cái chuyện anh sung ảnh thương con nó lại là một cái chuyện khác rồi cái chuyện mà con có muốn lấy anh sung nó lại là một cái chuyện khác nữa mà con chưa bao giờ con nói với cô là con cũng ham cái mát việt kiều con cũng chưa bao giờ con nói với cô con muốn đi qua bên mỹ sống hay là con muốn lấy anh anh sung là tại vì nhà anh sung giàu con chưa bao giờ nói cái điều đó mà bây giờ cô nói cái câu là gia đình con phức tạp là phức tạp làm sao? Gia đình con phức tạp đi chăng nữa nhưng cũng đâu bao giờ là báo làng báo xã hay là gây tổn tổn thất thiệt hại cho ai xung quanh đâu? Gia đình con ba con giờ ông có sáng xỉnh chiều say ông có làm khổ thì cũng là làm khổ vợ khổ con chứ cũng đâu làm khổ hàng xóm láng giềng đâu có làm khổ gia đình của cô đâu mà sao cô lại nói gia đình con là gia đình phức tạp là phức tạp làm sao phải không? thì cô cô xuân này cổ cũng tức lắm quý vị tại vì á nói cái gì chứ nói chứ mà nói đụng chạm tới là cái 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 thuộc dạng như là cha mẹ người ta người ta người ta đâu chịu nổi mà cái tánh cô xuân là tánh sẵn đàn nữa mồi nói gọi tánh cô xuân này là giống giống na ná nữa mồi cái tánh là tánh thẳng không thẳng như ruột ngựa mặc dù là tôi bán dồi nhưng mà nói chung là ruột tôi thẳng như ruột ngựa thì coi như là cô xuân cũng mới nói thẳng luôn có nói cho nên là gia đình con ba mẹ không đâu có báo làng báo xã cũng đâu có gây thiệt hại tổn thất cho ai mà bây giờ cha con có báo đi chăng nữa thì cũng báo báo mẹ con báo tụi con thôi chứ đâu báo nhà cô đâu mà sao cô nói câu là gia đình con phức tạp thấy không cô nói vậy con nghe con không có buộc con rất là buồn con nghĩ cô lớn tuổi cô nói chuyện ăn nói cô phải suy nghĩ lần trước đón trước đón sau mà đằng này sao cô nói những cái lời vậy con nói thiệt nếu mà thật sự bây giờ anh sung tử ca anh có rút kiểu tới đây anh đòi cưới con con cô không lấy ảnh nữa thì bây giờ là coi coi như là cô xuân cũng lỡ mắt cái câu nói của quý ơi bây giờ khổ tâm quá bây giờ là nói nói chuyện là phải uống lưỡi tới 80 lần mới nói được quý vị chứ bây giờ uống lưỡi 7 lần là cũng chưa kham thấy không bây giờ là lỡ mắt cái đơn câu nói rồi thì cô xuân này cũng mới nói bây giờ ảnh có lấy kiểu tới ảnh đón con cô cô không lấy thì là tại vì cô xuân cũng tức quá cho nên cũng mới nói thẳng như vậy cho bảo quê đi nhưng mà ai ngờ đâu mắc câu nói luôn quý vị thì bà này á bà mới phủi đích quý vị bà phủi đích mặc dù là đích bà nãy giờ ngồi trên cái ghế nó cũng sạch sẽ lắm nhưng mà đứng dậy bà phủi đích gẹt gẹt không là cái ý bà bà khi dễ người ta đó thì bà mới đi về rồi bà nói chuyện bà không biết bà có thêm thêm mắm thêm muối rồi thêm tỏi ớt hành phi không thì bà về bà nói xong á là cái ông xuân tứ ca này ổng đi ra ngoài cái xề bánh canh ổng ra liền ngay trong cái buổi tối lúc đó là cô xuân chuẩn bị dọn hàng về quý vị ổng mới ra ổng dịnh cô xuân là ổng mới nói là ổng ổng nói mà kiểu như ổng cũng uh, giận cô xuân không ổng nói sao em nói với mẹ của tôi như vậy sao em nói với mẹ tôi mẹ của tôi mà sao em nói những cái lời nặng nề với mẹ tôi như vậy à, thì mẹ tôi nói bình thường mẹ tôi nghĩ sao nói vậy em thích không thích thì em nói với tôi rồi tôi về tôi góp ý với má tôi chứ tại sao em lại giai dế của em á là mà giai dế của em là con cái trong nhà mà sao em góp ý má tôi mà em nói những câu như vậy là hổn phải không thì ổng mới mới sực một tràng luôn cái gì thì cô xuân cổ mới tức quá lúc đó cổ mới cầm cái đôi đũa mà múc bánh canh á cổ mới cầm đôi đũa mà có đồ đũa múc bánh canh nó rủa dài cỡ 40 cm đúng không cổ mới cầm cổ mới nói cổ mới chỉ chỉ ổng là cổ nói tôi nói cho ông nghe nha ông á tôi nói ông á ông đừng có ra đây ông tung tướp tôi ông chưa có biết cái chuyện gì ông ra đây ông nói với tôi À, tôi là tôi má của ông nói chuyện rất là kỳ má ông nói gia đình tôi phức tạp tôi nghe câu đó tôi tự ái tôi mới nói lại nhưng mà tôi nói lại tôi cũng nói đàng hoàng chứ tôi có nói gì đâu mà hổn không thì cái ông xung tử ca này ông mới nói vậy tại sao em nói với má của tôi á là tôi á có đem kiệu tới tận nhà tôi rước em em cũng không lấy em đi nói câu đó còn chi vậy rồi bây giờ á tôi đòi cưới em bây giờ má tôi về má tôi nói uh, nó uh, nó chảnh lắm nhà nó nghèo sát nghèo sơ chứ mà nó chảnh lắm nó nói với tao á là mày á có đem kiểu tới trước tận nhà nó cũng không thèm lấy nữa đó con mà bây giờ con từ mỹ còn về đây con đi lấy nó một đứa con gái nghèo hèn như vậy không có học thức trình độ mà cũng thuộc dạng như gia đình phức tạp mà bây giờ nó nói với má mày nó nói những cái câu nặng nề như vậy đó nó nói làm cho tao cũng xưa quê dễ xưa quê đó thì thì bây giờ em coi em nói làm chi vậy rồi bây giờ á cái má của tôi bây giờ thành ra có cái cớ để mà má tôi không cho tôi với em lấy đến với nhau thì bây giờ cô Xuân cô cũng lỡ mắt cái là lưỡi ủa giờ lỡ lèo lưỡi lỡ mắt cái câu nói là lấy kiểu lấy kiểu tới tận nhà rước cô không lấy rồi bây giờ giờ lỡ dính xương ủa gì thì cô xuân cũng mới nói vậy thì tại lúc đó tôi cũng tức quá tại vì má của anh nói vậy tôi nghe tôi cũng chịu đâu có nổi thì anh thấy rồi đó tôi nói với má anh tôi nói đàng hoàng mà anh nghe anh còn tức anh còn binh má anh vậy huống chi là má anh nói gia đình tôi vậy tôi chịu gì nổi thì cái ông xuân Tử ca này ông nói vậy rồi giờ tính làm sao chứ bây giờ tôi bây giờ tôi làm cỡ nào má tôi cũng không chịu cho tôi lấy em nữa rồi thì cô xuân cũng mới nói thôi thì bây giờ nữa nếu như vậy thì từ giờ coi như là mình có duyên mà không phận đi dù sao giữa tôi với anh thì cũng chưa có nảy sinh cái chuyện gì mà nó đi sâu mình chỉ có mới thuộc dạng như là chỉ có hôn má và nắm tay thôi thì nó cũng chưa có bầu thì thôi nếu như vậy thì mình gian dở từ đây tình mình dán dở từ đây không à thôi bây giờ mình tới đây thôi anh ơi thì thôi nếu vậy anh về mỹ anh tìm được người nào tốt thì anh cứ lấy đi anh đừng có nghĩ gì tới xuân bánh canh hết bây giờ là chuyển qua là không còn là xuân xanh sao tại giờ bán bánh canh biết rồi bữa nào mà 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 bán bánh canh nó ế thì ăn bánh canh nên dạo này mập rồi hết hết kêu là xuân xanh sao giờ chuyển qua là xuân bánh canh nha thì bây giờ là cái cái chị cái cô xuân này cũng mới nói thôi anh về mỹ đi rồi má anh thích ai Má anh muốn anh lấy ai đó Thì má anh tác hợp đó Thì anh lấy đi Người đó mà tốt Đối xử với anh tốt Thì anh cứ lấy Nó tiện cho anh à, Anh với người đó gần gũi với nhau Anh cũng đỡ cái vấn đề xa vắng Rồi anh cũng đỡ cái vấn đề Mà anh tốn tiền Anh làm thủ tục anh anh trước qua còn tôi thì bây giờ thôi tôi ở đây gia đình tôi thì thân phận nghèo hèn gia đình tôi phức tạp lắm cho nên anh đừng lấy tôi rồi mai mốt tôi gặp được người nào mà phù hợp thì tôi cũng lấy người ta luôn chứ tôi cũng không chờ anh nữa thằng chi thấy không thì bây giờ là cô Xuân cô cũng giận quý vị Cô cũng giận Và cô cũng nói lời thẳng với cái ông Xuân tử ca vậy luôn Thì coi như hai người là tưởng đâu tới đó là chấm dứt đúng không quý vị thì sau cái chiến đó không thành xong ông sung tử ca cùng ba má quay trở về mỹ hai người là lúc mà ổng quay trở về mỹ trước đó một ngày ổng ra ngoài xề bánh canh ổng ăn là coi như cái ngày hôm đó vậy xong là bắt đầu là những ngày sau ổng không ra ngoài chỗ xe xề bánh canh nhưng mà tới cái lúc mà ổng gần quay trở về mỹ ổng ra ổng ăn cái gì thì ổng mới nói với cô xuân vậy ổng nói em nói á là cái chuyện của em nói nhưng mà cái chuyện á của tôi á tôi suy nghĩ trong đầu của tôi và tôi làm là cái chuyện của tôi tôi nói với em tôi sẽ không bao giờ lấy ai ngoài tôi lấy em tôi đã nói với em cái câu này trước cái lúc mà tôi đi mỹ lần đầu tiên cho nên bây giờ tôi sẽ không bao giờ tôi quên cái câu hứa đó của tôi còn cái chuyện á mà em muốn lấy ai là chuyện của em còn tôi tôi sẽ chờ em và nếu như bây giờ á em mà có chồng đi chăng nữa nha em mà có chồng đi chăng nữa mà không có hạnh phúc thì nếu em có chia tay á thì tôi mà có gặp lại em á tôi vẫn lấy em. Nếu em đồng ý tôi vẫn lấy em. Tôi không bao giờ tôi 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 bỏ em. Hay không cuộc đời tôi là tôi đã nghĩ trong đầu tôi chỉ có một người vợ là em. Em không lấy tôi thì tôi ở vậy cả đời. Thì cô Xuân bánh canh cũng nghĩ trong đầu ông nội này ông nói suông miệng thôi chứ làm gì làm nổi được không? Đàn ông có nhu cầu sinh lý mà ai đâu mà làm vậy được nó tắt đường ống nó không được rồi nha bây giờ ngưng ngưng lâu quá không xả van nó bị nghẹt không nó bị nó bị nghẹt không được cho nên là cô xuân cũng nghĩ trong đầu là ông này ông 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 nói cho xuân câu ông nói vậy cho mình cảm động cảm ơn thôi chứ ông không làm được đâu thì coi như là cô xuân mới nói ông vậy thôi anh ơi anh bớt nói cảm lạnh đi tôi bây giờ tôi phát lãnh quá tôi 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 đi dọn bánh canh tôi về nhà thì bây giờ gọi là cô xuân sẵn đàn nha quý vị nha thì tới chừng là ngày hôm đó là chia tay trong bệnh rịnh nhưng mà chỉ có một mình ông sung tử ca là ông bệnh rịnh thôi còn cô xuân sẵn đàn là cổ bình thường thì thấm thoát á, là kể từ ngày ông quay trở về Mỹ cái lần đó nữa Là coi như là hai năm sau thì coi như ở bên đây là cô Xuân Bánh Canh á, cô lấy chồng cái gì Thì cái cô Xuân Bánh Canh cũng lấy ông chồng Thì nói nào ngay là cái ông chồng đó thời điểm lúc đó đó Ông này ông cũng làm gia đình của ông này cũng khá ở dưới quê lắm Cũng khá giả lắm Nhưng mà có điều gia đình ông này là hơi phức tạp Có nghĩa là mà ông này ông cũng có hơi lưu manh Tại vì á, là má của cái ông chồng của cô Xuân Bánh Canh này nè Là bà má chồng á là bà làm cái nghề cho dây đúng không cho dây bạc hỏi đúng không thành ra cho nên là con cái người chồng mà của cô xuân bánh canh này, là cái ông này nè là ổng là đi đòi tiền giùm cho má ổng đó thì cho cho nên là ông này cũng bậm trợn lắm vậy mặc dù thời đó không xâm trổ nhưng mà ổng bậm trợn lắm ổng để râu ổng để râu ở trên cái môi trên nữa nhìn nhìn nó cũng bậm trợn lắm mà ổng cũng hay ra ăn bánh canh rồi ổng địa cô xuân không cho nên là sau đó thì cô xuân bánh canh với ổng mới lấy nhau thì khi mà cô xuân bánh canh nghĩ rằng là đã lấy ông này rồi thì coi như mình không có tư tưởng với cái ông sung sung tứ càng chi nữa trơn á cổ mới gác lại cái chuyện hồi ức quá khứ không thì khi mà ở với cái ông chồng này quý vị cô xuân bánh canh này cổ mới bị hoàn cảnh y chang như má của cổ luôn là cái ông này ông cứ sáng xỉnh chiều say rồi cô xuân á cổ đẻ với cho ổng á được hai đứa con mà ổng cũng vẫn không thay đổi tính tình vẫn sáng xỉnh chiều say rồi rồi tối ngày là nói chung không có làm ra tiền không thế mà một á là đi qua bên nhà xin tiền má ruột của ổng và bà má của ổng còn không á là không xin tiền má thì về nhà xin tiền vợ có nghĩa là ông này ổng thuộc dạng vậy thì cô xuân cũng khổ trong cái cuộc hôn nhân đó vậy nhưng mà ngày xưa đó thôi chồng nó là một cái điều gì đó nó gọi là trái lương thường đạo lý lắm bị lên án lắm cho nên là không dám ly hôn thì mới chịu đấm ăn uh, ăn bánh canh chứ không hả này không chịu đấm ăn sôi tại bán bánh canh này ăn bánh canh đúng không thì chịu đấm ăn bánh canh thì uh, ăn một thời gian là coi như là cái ông sung tứ ca này ông về việt nam quý vị là lúc đó là 5 năm năm kể từ cái lúc mà ổng về, ổng ở bên Việt Nam cái chuyến cuối cùng á là ổng quay trở về Mỹ xong á là 5 năm sau ổng mới về là ổng nghe tin là cô Xuân đã có chồng và có hai đứa con thì cái lúc ổng về quý vị ngày hôm đó ổng mới ra ngoài cái xè bánh canh của cô Xuân bà nào ổng ăn, ổng mới hỏi thăm là em dạo này khỏe không thì cô Xuân bánh canh nào cổ cổ cũng sợ nói chuyện với ông này lâu là ông chồng của cổ mà thấy mất công ông ông đó ông sỉnh sáng đến sỉn chiều say ổng thấy ổng bợp rồi sao thì cô Xuân cũng nói chuyện bình thường giống như khách lợi ăn vậy thôi cổ cũng nói thì bây giờ em có chồng có hai đứa con rồi thì cái ông ông sung này ông mới nói em công nhận là em lạnh lùng thiệt không ngờ những em nói với tôi em quên tôi là em quên được liền một cái một còn tôi là khác tôi đàn ông nhưng mà một khi lời đã không nói thì thôi một khi buông lời ra rồi tôi mắc cái lời hứa tôi đã nói tôi chờ em là tôi chờ em bây giờ dù em có gian dở dở gian hay là em có đến với ai mà hạnh phúc cả đời thì tôi cũng vẫn chờ em thì coi như khi mà nói vậy quý vị thì cô xuân bánh canh này cô rớt nước mắt quý vị nước mắt cô bây giờ nó nêm xuống gia vị của cái nồi bánh canh nhưng mà cũng may là nước mắt này nó không có gèn ở trống thì quý vị yên tâm đi nước ca nước bánh canh nó vẫn ngon như thường thì sau đó thì cái ông Xuân tử ca này ông mới nói sao mà em khóc có phải là em không hạnh phúc không thì bây giờ thấy khóc vậy là biết rồi nói vậy là thấy khóc là thấy tuổi thân là khóc là biết rồi chứ nếu mà mà, mà cô xuân bánh canh cổ đang hạnh phúc mà cổ đâu cần cổ mỗi lòng vì những câu mà ông Xuân tử ca nói thì cái ông Xuân Đức Ca nói vậy thấy khóc vậy ông mới hỏi là bộ em buồn à, bộ em khổ trong cái chuyện hôn nhân hả? Em có gì thì em nói với tôi, dù sao em cứ coi tôi như người em ha, người anh hay là người bạn của em cũng được. Thì cô Xuân cổ cũng có kể là cổ cũng khổ, nhưng mà cổ kể tóm gọn thôi chứ cổ không kể chi tiết quý gì cổ chỉ kể là em cũng khổ, chồng của em cũng giống y như ba của em vậy đó. Cổ chỉ nói túm túm vậy thôi thì cái ông xuân tử cao ổng nghe vậy là ông biết rồi vậy là hoàn cảnh vậy là khổ rồi tại vì ba của cô xuân bánh canh này hồi xưa tới giờ cũng là sáng sỉnh chiều say gì không đó không có biết lo cho vợ cho con gì hết trơn á kiểu dạng như tối ngày là ông ma men nó nhập vô không thì coi như là cho nên là khi mà nghe cô xuân bánh canh nói một câu là ông chồng em y chang như là ba của em vậy đó thì coi như là ổng cũng chịu không nổi gì ổng không ngờ là bây giờ xuân bánh canh lại khổ như vậy cuộc đời của mình với xuân tại sao mà 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 lại lận đận lao đao không tại sao hai con người yêu nhau mà nó lại không thể đến được với nhau phải không cái câu đó đúng nghĩa vậy luôn quý vị thì cái ông xuân tử ca này ổng mới động viên cô xuân bánh canh á ổng mới nói thôi em yên tâm đi em cứ coi tôi như tôi tôi như một người anh trai của em coi như một người bạn thở thiếu thời người bạn tri kỷ của em có chuyện gì đau khổ chuyện gì buồn hay là em kẹt tiền gia đình em khó khăn xoay sở em cứ nói với tôi một tiếng tôi lo cho em tôi giúp cho em tôi không giúp được bằng cách này tôi cũng sẽ giúp bằng cách khác nhưng mà yên y, em yên tâm tôi không không có để cho chồng em biết cái chuyện tôi giúp em đâu thì uh, coi như là cô xuân lúc đó cũng nghe vậy quý vị cổ mới nói thôi uh, em không có muốn nhận bất cứ một cái ân huệ gì từ anh nữa anh đã chờ đợi em ngần ấy năm như vậy đó cũng gọi là em đang mắc nợ cái ân tình của anh rồi bây giờ em không muốn nợ thêm về cái mặt vật chất nữa bây giờ nợ tình cảm là cái nợ khó trả rồi mà bây giờ nợ ân nợ, 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 nợ tiền bạc nữa thì em cũng không biết sao cho nên em không bao giờ muốn đụng chạm tới tiền của anh Với lại là ngày xưa đó Má của anh có nói một câu là sợ anh lấy em là em buồn của của anh Bòn của của anh để mà đem về Cho nên là thôi em không có muốn đụng vô một đồng 50 xu của anh đâu Thì coi như cô Xuân Bánh Canh này cô cũng nói thẳng kiểu gì Thì cái ngày hôm đó gặp nhau vậy xong qua ngày hôm sau thì ông sung sung tứ ca này ổng lại ra rồi những cái ngày tiếp theo ngày nào ổng cũng ra ăn bánh canh của chị thì không biết là những cái người mà ăn bánh canh ở đó đó giống như là camera chạy bằng cơm nó nói nhiều chuyện nó chọt chẹt gì không biết nha mà cuối cùng á là cái ông chồng cô xuân bánh canh ông mới nghe là gần đây ở ngoài cái sợi bánh canh vợ mình có cái thằng nào nó cứ ra nó ngồi ăn rồi nó nói chuyện với vợ mình hoài kiểu dạng vậy thì hôm đó đó ông này ông mới chụp mũ đi quý vị thì ông mới thấy là ông xuân tứ ca ngồi ăn nói chuyện vợ ông, ông mới nhào lại ông sấn lại ông mới chơi bọt một cái vô gọi coi như con mắt nó thành gấu trúc luôn không thì coi như là cô xuân á cũng mới ôm ông chồng lại rồi người này người kia can ra thì ông sung tử ca ổng cũng định sấn lại tại ông thấy thằng này kiểu như lung manh quá ông cũng muốn nhào lại ông ông quất nó một cái để cho nó biết đặng cho mai mốt nó bớt cái thối côn đồ không thì uh, lúc này cô xuân bánh canh cũng mới nói như vậy thôi anh anh đừng có làm như vậy bây giờ dù sao cái đó cũng là chồng của em là cha của con em anh đừng có làm gì ảnh hết trơn á anh đi về đi uh, từ giờ anh đừng có ra ngoài cái xề bánh canh này nữa mất công chồng em nghi ngờ tầm bậy không thì cô xuân bánh canh cũng mới đuổi ông ông sung tử ca đi quý vị thì khi mà đuổi như vậy Ông Xuân Tử Ca không ngờ là cô Xuân có thể đuổi ông đi Tại ông muốn bảo vệ cô Xuân mà Mà cô Xuân lại đuổi ông đi quý vị Và sau khi mà ông Xuân Tử Ca Ông quay lưng thì nước mắt của ông nó cũng rơi lợp đợp quý vị Ông cũng đau lòng Bởi vì ông không biết làm sao để mà giúp được cô Xuân Thì sau khi mà ông bỏ đi như vậy xong á Là khoảng tầm 2 ngày sau quý vị Ông không ra ngoài cái sợi bánh canh Nhưng tới cái ngày thứ ba Ngày hôm đó đó ông mới canh cái giờ mà xè bánh canh của cô xuân chuẩn bị là dọn về á tức là dọn về là dẹp á ông mới canh cái giờ đó ông mới xẹt ra cái gì ông mới xẹt ra ông mới nói với cô xuân vậy ông nói tôi ra tôi nói nhanh với em thôi tôi cũng không dám ra trong cái lúc mà em bán tôi sợ à, người mấy cái thằng mà tên tới, tới ăn nó thấy rồi nó nói với chồng em bây giờ tôi canh cái lúc cái giờ này em dọn bánh canh tôi mới ra tôi gặp em để tôi nói em một câu thôi À, em có thể là ẩm con của em cho tôi gặp một lần để tôi thấy con của em nó đẹp nó xấu nó như thế nào nó giống em hay nó giống thằng cha nó được không tôi cũng muốn thấy mặt hai đứa con em lắm cho tôi thấy một cái trước khi tôi quay về mỹ đi tại vì ngày mốt là tôi về mỹ rồi thì cô xuân bánh canh cũng mới nói như vậy cổ nói thôi em không có muốn mà em với anh có cái gì gọi là gọi là có cái gì để mà dính díu để mà anh phải tơ vương rồi em cũng phải nặng lòng Bây giờ em là người phụ nữ đã có chồng, còn anh á thì em cũng mong muốn anh cũng phải có người vợ để mà san sẻ cái uh, chuyện vui buồn với anh. Em không có muốn anh đặt cái tình cảm hay là tâm tư vô em nhiều quá. Thành ra là thôi anh đừng có hy vọng kỳ vọng gì ở em hết trơn á. À bây giờ uh, anh cũng đừng có nghĩ là em ẩm con ra gặp anh, mất công rồi con em nó không hiểu nó tưởng đâu là em có cái gì với anh nữa. Cho nên là thôi đi, anh cứ về Mỹ đi rồi anh đi kiếm vợ anh lấy đi, thấy không? là cô xuân cổ xua xua đuổi chú sung tử ca vậy đó quý vị thật ra nói cái câu xua đuổi đó cũng không phải là xua đuổi đâu xua đuổi như vậy là cái miệng nói vậy thôi nhưng mà trong lòng đau nhói con tim quý vị ơi thật ra người ta yêu nhau lắm thì người ta nói những câu nó mới đau lòng với nhau vậy đó quý vị thì sau đó gì chú sung tử ca này nghe cô xuân á nói một câu dứt khoát là sẽ không bao giờ gặp lại chú sung nữa và cũng không muốn là để cho chú sung phải, phải suy nghĩ tơ vương về hy vọng về cái mối quan hệ này nữa thì chú xuân này á mới đau lòng cái gì chú xuân mới chảy nước mắt khóc mới nói à, xuân xuân nói thiệt với anh vậy hả xuân à, xuân nói thiệt là xuân không muốn gặp anh nữa hả xuân thì cô xuân bánh canh cũng mới nói em nói thiệt anh em mong là anh tìm thấy được hạnh phúc cho anh thì sau đó gì coi như là cô xuân bánh canh cổ quay mặt và cổ đi một lèo vô trong nhà luôn chú xuân đứng bơ dơ quý vị bơ dơ giữa chợ đời đau nhói trong lòng mà không biết nói làm sao thì đúng thật sự là qua hai ngày sau thì cô chú sung tử ca này chú bộ chú bắt đầu là quay trở về mỹ thì khi mà chú quay trở về mỹ quý vị vừa quay trở về mỹ 3 tháng sau vừa đúng 3 tháng sau thì lúc đó đâu đó, vậy cô xuân bánh canh cũng nghe một cái tin lùng bùng đó là một trong số những cái người ngày xưa chơi chung với lại cô xuân bánh canh và ông sung tử ca cái người đó người ta báo tin cho hay á là má của người ta nghe má của ông sung tử ca báo là ông sung tử ca đã qua đời bên mỹ rồi và má của ông Sung Tử Ca nói là chuẩn bị là ôm cốt của con trai về Việt Nam để mà để mà xây mổ bên Việt Nam tại vì cái nguyện vọng tâm nguyện của ông Sung Tử Ca là muốn về Việt Nam thì nghe như vậy xong rồi là coi như cô Xuân bánh canh cũng không có còn cảm xúc để bán bánh canh cổ mới bắt đầu dọn tiệm mới gì cổ đi về dọn xề đi về cổ về xong là ngày hôm đó giống như cổ như là hồn bay phách lạc không cổ chỉ biết dùi dùi và khóc thôi quý vị dùi đầu và khóc thôi thì tới một thời gian sau đó thì má của ông Sung Tử Ca mới ôm cốt của ông Sung Tử Ca về Thì lúc mà về á, má của ông Sung Tử Ca mới làm mộ xây mồ Và xây mộ á, thì cái lúc mà về á, là má của ông Sung Tử Ca tới gặp cô Xuân Bánh Canh Tìm gặp cô Xuân Bánh Canh Và bà đưa cho cô Xuân Bánh Canh một cái lá thư Bà nói đây là lá thư mà con trai bà trước khi qua đời nhờ bà nếu có về Việt Nam Thì đưa cái lá thư cho em Xuân dùm Đấy không thì khi mà cô xuân bánh canh cổ vội vội vàng vàng mở lá thư ra xem cái vậy đó là một thơ lá thư viết tay mà cái ông sung tử ca ông ghi trong đó là cái lần cuối ông về việt nam lần đó là trong người ông đã biết được ông bị mắc bệnh ung thư nhưng mà ông mong muốn á, là ông về ông nghĩ trong đầu á, là cô xuân vẫn chưa có chồng nhưng không ngờ chuyến đó ông về thì ông lại thấy cô xuân không những là đã có chồng mà còn có luôn cả hai đứa con rồi xong rồi á, chưa hết nữa là cái tâm nguyện của ổng trước khi quay trở về Mỹ chuyến đó ổng mong là nhìn thấy được mặt hai đứa con của cô Xuân và cô Xuân lần cuối nhưng mà cô Xuân dứt khoát là dù lần cuối em cũng không gặp anh sau đó trở về Mỹ thì do là chú Xuân Tử Ca đó cũng bị tinh thần nó xa xúc á buồn đủ thứ chuyện đặc biệt là chuyện tình cảm tại sao mà mình yêu người một người mình chờ đợi một người hơn một chục năm trời cuối cùng thì kết quả nhận lại vẫn là con số 0, không không thì coi như là một cái mối tình mà tại sao mà tình duyên chấm nở mà nó lại tối tàn Thì cái chú Xuân Tử Cao mới suy sụp tinh thần Cộng thêm trong người mắc bệnh ung thư thì ổng qua đời sau 3 tháng trở về Mỹ quý vị Thì sau khi mà cái ổng mất á Trước khi ổng mất thì ổng có nói với lại má của ổng á Là cái tâm nguyện ổng muốn đem cốt về Việt Nam xây mã ở bên Việt Nam Và trong cái lá thư ổng cũng có nói với cô Xuân như vậy Nếu như mà em hạnh phúc với chồng của em thì thôi còn nếu như em không hạnh phúc với chồng của em á thì tôi mong rằng sau này nếu mà em mất rồi á tôi cũng mong là cái mộ của tôi và cái mộ của em á hai cái mộ á nó sẽ kế bên nhau khi mà mình còn sống á mình không ở bên nhau nhưng mà khi mà mất á tôi mong là tôi với em á sẽ là chim liền cánh là cây liền cành thì đó chỉ là cái tâm nguyện của tôi thôi còn dĩ nhiên em muốn hay không á thì đó là quyền của em tôi cũng không có dám ép em một lần nào nữa thì coi như là chú sung tử ca ghi trong đó vậy trời nước mắt của cô xuân á à, bánh canh á là lúc đó nó nó ta nói nó chảy xuống chắc ướp ướp cái gia vị của nó bánh canh nó nó đậm đà luôn quý vị thì nói nào ngay là coi như hôm đó vậy xong rồi thì còn cờ tâm trạng đâu mà bán bánh canh một lần nữa lại dẹp bánh canh nghỉ bán quý vị và một thời gian sau khi mà cái chuyện đó xong á thì cô cô xung bánh canh á cổ thường xuyên á là thỉnh thoảng ra ngoài mộ của chú sung tử ca đó thay bông thay qua và ra ngoài đó tâm sự với chú sung rồi xong rồi ngồi hàng quyên với lại cái mộ đó quý vị cứ nhắc lại chuyện xưa ngày mà hai đứa mình còn chơi nhảy dây anh thì tét đái quần còn em thì đứng trong hoài không còn cái lá thư viết tay của chú sung tử ca đó thì cô xuân cổ giữ lại quý vị cổ không bao giờ muốn để cho nó mất quý vị cổ giữ lại cổ bỏ vô trong một cái một cái miếng bìa đó Cô giữ lại như vậy để kỷ, kỷ niệm thì chồng của cổ phát hiện ra và sau đó thì cô xuân cổ cũng chia tay ổng luôn quý vị chia tay luôn tại vì cổ cảm thấy cuộc đời của cổ mắc nợ chú sung tử ca quá là lớn đi cuối của cả cuộc đời chú sung tử ca Cô Xuân Bánh Canh là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của ổng luôn. Nhưng mà lại là một cái mối tình đầu mà ổng chưa từng được một lần hôn môi, một lần ôm ấp. Nó chỉ là một cái nắm tay hờ hững, một cái hôn má hờ hững thôi quý vị. Thì cho nên là cô Xuân Bánh Canh cảm thấy như là mình mắc nợ chú sung Tử Ca quá là lớn. Thành thử ra là cô cũng không muốn là để cho chú sung Tử Ca nhìn thấy cái cảnh là cô Xuân Bánh Canh khổ ở trên trần gian này với chồng với con cho nên là chú cô cô xuân bánh canh cũng mới quyết định là ly dị chồng kể từ khi mà chồng cổ biết cái chuyện cổ vẫn cứ tư tưởng về cái người đàn ông đã khuất thì cô xuân bánh canh chia tay chồng quý gì kể từ ngày chia tay xong thì cô xuân bánh canh nó sống một cuộc đời nó thanh thản hơn hạnh phúc hơn chỉ lo hai đứa con thôi và làm tròn cái đạo hiếu với lại cái người mẹ còn ba cô xuân bánh canh thì ổng cũng mất qua đời vì cái căn bệnh là bị sỉnh quá thì cũng cháy gan cháy phổi thôi gì là sau đó là nám gan nám phổi thì cũng mất thôi thì coi như là coi như cuộc sống cô Xuân bánh canh về sau thì cô Xuân không bao giờ lấy một người chồng hay là yêu bất cứ ai, cô chỉ lo cho hai đứa con à, cho nó thành tài và à, nuôi cái người mẹ già để báo cái chữ hiếu thôi, à, báo hiếu chứ không phải báo 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 nợ báo số nha, thì báo cái chữ hiếu thôi quý vị, rồi còn ngoài ra đó là thỉnh thoảng thỉnh thoảng là cô Xuân bánh canh là cứ ghé qua ngoài mộ của chú Xuân Tử Ca đó là uh, quét dọn mộ rồi xong rồi uh, ra rồi đó thủ thủy thủ thì tâm sự với cái mộ của chú sung tử ca coi như uh, là mình mất mình không bên nhau nhưng bây giờ một người mất một mười khước nhưng mà hai người vẫn hướng về nhau thì uh, uh, đây là cái câu chuyện mà nghe nó rất là cảm động quý vị Thiệt sự nếu mười nghe nếu mười cũng ứa nước mắt nếu mười nói quý vị ngay từ đầu câu chuyện này là câu chuyện đau lòng ứa nước mắt nếu mười phải uh, khóc trước rồi mới kể sau Mấy câu chuyện bình thường là nêu Mười cười trước rồi mới kể sau còn câu chuyện này là khóc trước đi rồi kể sau. Thành thử ra nếu quý vị cô chú anh chị mình nghe câu chuyện này thấy nó cảm động đậy, nó xúc động đậy thì quý vị mình có thể là nhấn like, chia sẻ, comment bên dưới cùng với nêu 10 để chúng ta cùng lau nước mắt cho nhau ha quý vị nha. Thì thú vị là đến đây thì cái video hôm nay xin được phép kết lại. Cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp.